áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe áp về danh. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu về bảng chia 7. Nào, bây giờ các con hãy quan sát lên trên bảng của cô nhé. Ở đây cô có một bài toán như sau. Bạn Nam nói là gì? Có 35 quả dưa xếp đều vào 7 rổ. Mỗi rổ có mấy quả dưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cho cô phép tính chia là 35 chia cho 7, đúng không nào? Bằng hỏi chấm. Thì bạn nữ bên này trả lời rằng gì? Chúng ta đã học 7 x 5 bằng 35. Vậy thì 35 mà chia cho 7 sẽ bằng 5. Tức là trong mỗi một rổ này sẽ chia thành 5 quả dưa. Các con hiểu chưa nào? Vậy bây giờ cô từ cái bảng nhân 7 mà chúng ta đã được học, cô sẽ rút ra bảng chia 7 có các phép tính chia như sau. 7 chia 7 bằng 1, 14 chia 7 bằng 2, 21 chia 7 bằng 3, 28 chia cho 7 bằng 4, 35 chia cho 7 bằng 5, tiếp tục 42 chia cho 7 bằng 6, 49 chia cho 7 bằng 7, 56 chia cho 7 bằng 8, 63 chia cho 7 bằng 9 và cuối cùng 70 chia cho 7 bằng 10. Thì đây là 10 phép chia nằm trong bảng chia 7 chúng ta rút ra được từ bảng nhân 7 mà trước đây các con đã được học. Thế thì nhiệm vụ của các con trong bài học này là học thuộc cho cô bảng chia 7. Sau đó thì chúng ta sẽ vận dụng bảng chia này thực hiện ngay bài tập đầu tiên. Bài tập yêu cầu tính nhẩm. Ở đây cô có các phép tính chia trong bảng chia 7. Bây giờ các con vận dụng cho cô bảng chia 7 vừa rồi, thực hiện nhanh và nêu cho cô kết quả của từng phép chia. 14 chia cho 7, chúng ta được kết quả bằng 2, đúng không nào? Vì 7 x 2 bằng 14. 7 chia cho 7 bằng 1. 35 chia cho 7 thì bằng 5, đúng không nào? 21 chia cho 7 bằng 3. 42 chia cho 7 bằng 6, vì 7 x 6 bằng 42. 28 chia cho 7 bằng 4. 56 chia cho 7 bằng 8. 70 chia cho 7 bằng 10. Và cuối cùng 63 chia cho 7 bằng 9. Thế là vừa rồi thì cô và chúng mình đã cùng nhau đọc rất là nhanh các kết quả của các phép chia nằm trong bảng chia 7. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài tập số 2. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện tính. Và trong này thì cô có cả các phép tính nhân và các phép tính chia. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô thực hiện phép tính đầu tiên. 7 x 2 bằng 7 x 2 bằng 14. Vậy thì từ đó 14 mà chia cho 7, cô được kết quả bằng 2. Và ngược lại, 14 chia cho 2, chúng ta được kết quả bằng 7, đúng không nào? Từ phép nhân chúng ta suy ra được kết quả của phép chia. Tiếp tục, 7 x 3, cô có 21. Và từ đó 21 chia cho 7 được 3. Ngược lại, 21 chia cho 3 được 7, đúng không nào? Tương tự nào, 7 x 9 bằng 63. Vậy từ đây cô suy ra 63 chia cho 7 bằng 9 và ngược lại 63 chia cho 9 bằng 7, đúng không nào? Vậy là bài tập số 2 chúng ta cũng hoàn thành một cách rất là chính xác rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô bước vào bài tập số 3. Bài tập này yêu cầu các con quan sát tranh và nêu các phép tính thích hợp. Ở đây cô có từng bức tranh và có 3 phép tính, đó là phép tính nhân và 2 phép tính chia. Bây giờ các con quan sát cho cô vào bức tranh này. Chúng ta có gì nào? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đĩa bánh ngọt. Trên mỗi một đĩa chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bánh, đúng không nào? Vậy thì để tính cho cô tổng số bánh nằm trong bức tranh này, chúng ta sẽ phải thực hiện cho cô một phép tính nhân. Đó là phép tính nào nào? Có 6 cái đĩa, mỗi cái đĩa có 7 chiếc bánh. Vậy cô sẽ có phép tính nhân đó là 7 nhân với 6. Và cô được kết quả bằng 42. Tức là trong bức tranh đầu tiên này,
chúng ta có tổng 42 cái bánh. Từ phép tính nhân này, cô sẽ suy ra được hai phép tính chia giống như bài tập số 2 mà chúng ta vừa làm. Đó là gì? À, đó là 42 mà chia cho 7 thì bằng 6. Tức là gì? Tổng số 42 cái bánh mà mỗi cái đĩa chúng ta để vào 7 cái bánh thì chúng ta sẽ có tất cả là 6 cái đĩa, đúng không nào? Và ngược lại, nếu như 42 cái bánh chia đều vào 6 chiếc đĩa này thì mỗi đĩa chúng ta sẽ có 7 cái bánh. Vậy cô được phép tính chia tiếp theo, đó là 42 chia cho 6 bằng 7. Các con hiểu chưa nào? Thì đây là ba phép tính phù hợp với bức tranh đầu tiên. Rồi, bây giờ thì bài tập tiếp theo, đề bài yêu cầu chúng ta tính theo mẫu. Nào, tính theo mẫu, các con quan sát vào mẫu ở đây cho cô. Đầu tiên chúng ta có số 2 được khoanh tròn, sau đó mũi tên sang, trên mũi tên ghi là gấp 6 lần, tức là chúng ta phải gấp số 2 lên 6 lần. Vậy cô được phép tính 2 nhân 6 bằng 12, đúng không nào? Gấp một số lên một số lần để chúng ta lấy số đó, nhân với số lần. Tiếp theo, từ số 12 có một mũi tên sang ô trống này, người ta ghi là giảm 3 lần, tức là bước số 2 chúng ta phải giảm số 12 này đi 3 lần. Vậy cô được kết quả bằng 4 vì cô lấy 12 chia cho 3 được 4. Thì đây lại là bước giảm một số đi một số lần. Chúng ta lấy số đó chia cho số lần. Đó, thì đây chính là bài tập mẫu. Bây giờ các con áp dụng cho cô bài tập mẫu này để thực hiện ngay các phép tính tiếp theo nào. Đối với câu A, đầu tiên chúng ta có số 7. Thì mũi tên người ta ghi là gấp 9 lần, tức là chúng ta gấp số 7 lên 9 lần. Vậy cô phải thực hiện phép tính nhân, đấy là 7 nhân với 9, và cô có kết quả là 63, đúng không nào? Chúng ta điền số 63 vào ô trống này. Rồi sau đó này, từ số 63 giảm đi 7 lần. Vậy là chúng ta phải thực hiện phép tính chia, đúng không nào? Lấy 63 chia cho 7 được kết quả bằng 9. Vậy con số tiếp theo là số 9. Rồi bây giờ sang đến câu B tương tự. Cô có số 7 gấp lên 8 lần. Thì ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền cho cô là số bao nhiêu? À, 7 nhân với 8 chúng ta điền số 56. Từ số 56 chúng mình giảm đi 7 lần. Vậy cô lấy 56 chia cho 7 được kết quả bằng 8, đúng không nào? Rồi câu cuối cùng, cô có số 35. Bây giờ số 35 giảm đi 7 lần. Nào, số 35 giảm đi 7 lần, tức là 35 chia cho 7, đúng không nào? Vậy dấu hỏi chấm này cô điền kết quả là 5. Đó, thì đây là phép tính chia trong bảng chia 7 chúng ta vừa được học. Rồi bây giờ số 5 gấp lên 6 lần. Chúng mình lấy 5 nhân với 6 ra kết quả bằng 30, đúng không nào? Vậy là vừa rồi thì cô và chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong được bài tập số 4. Bài tập số 5 nào, câu A, đề bài cho như sau. Chị Mai đã tham dự một khóa học nấu ăn liên tiếp trong 35 ngày. Hỏi khóa học của chị Mai diễn ra trong mấy tuần lễ? Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày. À, vậy thì quan sát ở bức tranh này, chị Mai đang đi học nấu ăn, đúng không nào? Và thời gian mà chị Mai học đó là liên tiếp trong 35 ngày. Vậy thì mỗi một tuần chúng ta có 7 ngày, tức là tính cho cô xem thời gian mà chị Mai học quy ra là mấy tuần lễ, chúng ta sẽ phải thực hiện cho cô phép tính chia. Cô sẽ lấy tổng 35 ngày chia cho số ngày trong một tuần là 7. Vậy thì trong cái bài toán số 5 này, cô sẽ trình bày như sau. Khóa học của chị Mai diễn ra trong số tuần lễ là 35 chia cho 7 bằng 5 tuần, đúng không nào? Và cô có đáp số 5 tuần lễ. Các con sẽ trình bày thật là nhanh cho cô phần A của bài tập số 5 vào trong vở nhé. Nào, câu B, kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 7. Bây giờ cô sẽ chọn một phép chia tùy ý nằm trong bài chia 7 mà chúng ta vừa được học. Ví dụ như là 21 chia cho 7 được 3. Đó, thì bây giờ cô sẽ nêu một tình huống thực tế phù hợp với phép chia 21 chia cho 7 được 3 như sau. Cô có 21 cái kẹo,
được chưa nào? Và chia đều cho 7 bạn thì mỗi một bạn sẽ nhận được phép tính 21 chia cho 7 được 3, vậy mỗi một bạn sẽ nhận được 3 cái kẹo từ cô, đúng không nào? Thì trong thực tế các con có thể nêu ra bất kỳ một tình huống nào phù hợp với một phép chia bất kỳ nằm trong bài chia 7 mà các con thích. Đó, thì đây chính là nhiệm vụ trong phần B của bài tập này nhé. Về nhà thì các con sẽ học thuộc toàn bộ cho cô các phép tính chia nằm trong bảng chia 7 để khi mà gặp các bài tập tương tự thì chúng ta có thể trả lời một cách chính xác. Hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.